Và số 23, hướng dẫn sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy My Master áp dụng để thiết kế sơ đồ hệ thống marketing online. Chào bạn, ở bài học trước, tôi đã hướng dẫn cho bạn thiết kế được sơ đồ hệ thống marketing thông qua một hình vẽ. Và ở bài học này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thêm một cái công cụ để bạn có vẽ sơ đồ hệ thống marketing một cách chuyên nghiệp và giúp cho bạn theo dõi, quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả nhất bạn nhé. Công cụ mà tôi sẽ hướng dẫn cho bạn đó là phần mềm My Master, một công cụ thiết kế bản đồ tư duy. Thì bạn mở một trình duyệt mới, bạn mở một trình duyệt mới ha, và bạn truy cập vào cái website là mymaster.com. Rồi, đây là cái giao diện của cái trang My Master, là một cái trang là giúp cho chúng ta thiết kế sơ đồ tư duy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký tài khoản nha. Rồi chúng ta bấm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đăng ký với tài khoản Google hoặc là với Facebook cũng được nha. Tôi sẽ đăng ký tài khoản với Google nha. Rồi, tôi sẽ bấm vào để tôi đăng nhập cái email Google. Sau đó chúng ta bấm là connect. Ở đây chúng ta đặt tên. Chúng ta đặt tên nha. Đến đây chúng ta đặt tên là. Rồi, chúng ta bấm chọn. Rồi, đây là cái đến đây thì tôi đã đăng ký thành công rồi ha. Thì do mình là kết nối giữa tài khoản Google với cái tài khoản My Master này, cho nên là bây giờ nó lấy luôn cái avatar bên Google mình qua ha. Rồi, ok. Rồi, đến đây mình sẽ chọn cái hình thức của mình. Thì các bạn chọn đây, các bạn chọn cái hình này nha. Bạn chọn đầu tiên. Ở đây nó một số lựa chọn, ví dụ như là đây là một team, một startup từ 1 đến 10 user nè, một cái doanh nghiệp nhỏ nè, công ty lớn ha, hoặc là xài cho là cá nhân, đây là xài cho giáo dục và học tập. Thì ở đây mình chọn đây là một team nhỏ từ 1 đến 10 người, ok. Rồi, đây là một cái tài khoản mình sử dụng miễn phí, cho nên là mình sử dụng cái tài khoản này mình tạo được 3 cái sơ đồ tư duy, cho nên là đó cũng là đủ để cho mình thiết kế cái hệ thống marketing rồi. Bởi vì mình chỉ cần một cái sơ đồ tư duy thôi, mình đã thiết kế được cái hệ thống marketing rồi. Ở đây tài khoản này cho chúng ta tối đa đến 3 cái mind map. Các bạn sẽ vào đây để các bạn khám phá cái phần mềm này. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn có thể là nâng cấp thêm để phục vụ cho công việc học tập, kinh doanh cũng như là làm việc của bạn. Đây là một phần mềm rất là hay các bạn ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào thiết kế nha. Ở đây thì trong phần mềm này các bạn chú ý nè, đây là một cái phần ở bên đây là một số cái tiện ích để chúng ta thêm vào. Tôi sẽ đi lần lượt xây dựng cái hệ thống marketing, xây dựng cái sơ đồ marketing thế này đây. Như lúc tôi sẽ xây dựng lại cái sơ đồ marketing này, rồi tôi sẽ xây dựng lại bằng cái sơ đồ mind map kia để cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi, ok, đầu tiên mình sẽ đặt tên là sơ đồ hệ thống marketing. Ví dụ như là bạn giả sử như là mình bán giả sử như là mình bán là đồ chơi trẻ em đi, thì như là đồ chơi trẻ em, ok chưa? Rồi, ok, đầu tiên nè, bước đầu tiên của mình là đây. Ở đây các bạn bấm chọn đây ha. Rồi sau đó các bạn bấm nè, các bạn bấm dấu cộng để chúng ta thêm một nhánh mới. Rồi nhánh mới đây, thêm nhánh mới đây là đầu tiên của mình nãy là đầu tiên của mình là mạng xã hội nha. Mạng xã hội đi ha. Đó, mạng xã hội ha. Rồi, chúng ta thêm mạng xã hội ở đây, thêm một nhánh mới nữa. Là gồm có Facebook nè. Ok chưa? Rồi, mạng xã hội là LinkedIn nè. Rồi, mạng xã hội là Twitter nè. Zalo nè ha. Rồi ví dụ như mạng xã hội Instagram ha, chúng ta tạo mạng xã hội nào thì chúng ta sẽ ghi vô những mạng xã hội khác ha. Rồi, ok, ở đây các bạn có thể là tô màu nè cho nó đẹp nè, các bạn bấm đây ha, các bạn bấm chỗ này và các bạn bấm đây nè, bấm chỗ này chứ, chỗ này nè.
Rồi chúng ta giả sử tô màu đỏ nè, tô màu vàng nè, à, tùy chúng ta là tô chữ to lên nè, bấm đây chữ nó to lên, ok chưa? Bấm đây chữ tô đậm lên ha. Các bạn sẽ khám phá có rất là nhiều thứ. Ví dụ đây nè, ở đây chữ bản sò này tôi muốn có một cái dấu tích này vô đây, bấm cái dấu tích vô nó ra dấu tích ở đây, ok chưa? Rồi ở đây bấm thêm tiếp theo nữa là block. Rồi lock của mình thì mình sử dụng là lock blocker, ok ha. Rồi lock WordPress nè, rồi hoặc là cái lock của Webly các bạn ha, Webly đó. Những cái bài học sau tôi sẽ lần lượt hướng dẫn cho bạn tất cả cái này nha. Đây bây giờ chúng ta đi làm cái sơ đồ trước nha. Rồi mình sẽ chọn nè, chữ lớn lên, chữ đậm lên, mình chọn cái dấu tích này. Rồi tiếp theo là mạng xã hội rồi ha. Video thì mình phát triển video gì đây, phát triển trên YouTube nè, ok chưa? Rồi mình phát triển, có thể là phát triển thêm trên Vimeo, hoặc là có thể là Facebook Quad ha. Facebook Quad. Ok ha. Rồi mình sẽ làm về phần là thêm một cái phần là diễn đàn. Ok nha. Diễn đàn thì mình xây dựng ở trên là tạo khoản danh trợ tốt nè. Rồi mình sẽ có tài khoản trên 5 giây chẳng hạn ha. 5. Rồi mình có một số diễn đàn khác ha, tùy theo các bạn kinh doanh cái gì, nó có rất là nhiều diễn đàn, rất là nhiều cái chủ đề khác nhau, các diễn đàn lớn khác. Ok chưa? Đó. Rồi, tiếp theo nữa là email ha, mình có email đó nè. Email. Rồi email của mình thì mình đi cái gì đây? Rồi mình có thể là mình sẽ sử dụng là công cụ ha, công cụ gửi email, ok chưa? Đó. Rồi quản lý email, ok ha. Rồi phần mềm đó, ok chưa? Rồi giả sử mình có cái gì, mình có cái là SMS nè, ví dụ vậy ha. Rồi ở đây mình ví dụ như là công cụ nè, công cụ lưu trữ data. Rồi sau đó mình có cái gì nữa đây, mình sẽ dùng cái công cụ luôn để gửi tin nhắn ha. Ở đây mình cho cái màu lên cho nó đẹp nha. Ok ha, mình cho cái này lại luôn, nó giống nó đẹp nè. Đó, đây là cái cách sử dụng cái phần mềm này, các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy trực quan chưa? Các bạn thấy cái sơ đồ marketing các bạn rõ ràng chưa? Đó, và khi chúng ta xây dựng đến cái mục nào chúng ta vào đó, chúng ta đánh dấu cái mục đó để chúng ta biết rằng là hệ thống chúng ta đã có cái gì rồi, phát triển được cái nào rồi. Rất là trực quan để các bạn dễ nhìn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, rồi tiếp theo chúng ta có quảng cáo nè. Quảng cáo thì hiện tại bây giờ có gì? Có quảng cáo với Facebook nè, ok không? Đó. Rồi quảng cáo với Google AdWords nè. À, với Google AdWords. Ok ha. Và một số quảng cáo khác. Đó. Đó là một số cái điển hình để cho các bạn xem về cái sơ đồ này. Đó, các bạn thấy không? Nó. Rồi ok, các bạn thấy không? Đó. Và khi mình bắt đầu khi mình triển khai á, tức là khi mình triển khai tới đâu, mình xây dựng đến đâu, mình làm đến đâu rồi, thì bắt đầu mình sẽ vô lần lượt từng cái mục để mình là mình đánh dấu, cũng như là để mình ghi chú vào. Ví dụ như là khi mình đi đến mạng xã hội nha, thì bắt đầu ở đây đi, tới phần mà mình đang phát triển ở phần Facebook nè, bắt đầu mình vào đây. Giả sử mình đang phát triển ở phần Facebook ha, thì ở đây rồi mình tô đậm nó lên nha. Rồi bây giờ phát triển Facebook đúng không, rồi tôi ghi nè, mình làm về trang cá nhân nè, ok chưa? Đó, mình ghi chú trang cá nhân nè. Đó, bắt đầu mình một số ghi chú về trang cá nhân.
đúng chưa? Rồi ok, trên Facebook này mình hoạt động, mình sẽ làm chiến lược gì nữa, ví dụ như là nhóm, ok chưa? Có thể là fanpage, ví dụ như vậy, ok chưa? Và một số cái chiến lược khác ở trên đây thì có phải rằng là riêng một cái, đây là một cái sơ đồ lớn của marketing nè, và mình đi mạng xã hội là một cái nhỏ của sơ đồ này, và đặc biệt là cái Facebook, cái mạng xã hội Facebook này nó là một phần nhỏ trong đây, và cái Facebook này nó phát triển từng nhánh là rất là dài như vậy để chúng ta quản lý cái chiến lược của chúng ta nó hiệu quả. Thì đó là cái sơ đồ, cái phần mềm để chúng ta thiết kế cái sơ đồ tư duy cũng như là thiết kế sơ đồ hệ thống marketing online trong cái bài này ha. Rồi ví dụ như các bạn thấy nó dài, các bạn có thể là bấm nè, để cho nó nhỏ lại, có nghĩa là chúng ta bấm để thu gọn lại. Các bạn thấy không, tôi thu gọn là hết nè. Nè, thu gọn lại ha. Rồi ở trong đây có rất là nhiều cái các bạn có thể khám phá, tôi giới thiệu cho các bạn cái cơ bản để chúng ta áp dụng vào công việc trước nha. Rồi các bạn sẽ có thời gian, các bạn sẽ khám phá nhiều hơn. Rồi, các bạn thấy không? Đó, nó rất là đơn giản nè. Nó có 5-6 phần thế này đây. Còn khi các bạn làm, các bạn phát triển thêm nhiều phần khác nữa thì chúng ta cứ bấm vào đây, chúng ta thêm vào thì nó sẽ ra được những phần khác nữa. Thì đó là cái phần mềm là MyMaster dùng để chúng ta phát triển sơ đồ tư duy. Và trong cái khóa học này tôi giới thiệu luôn cho các bạn cái phần mềm này để các bạn vận dụng vào, để các bạn vẽ nên cái sơ đồ hệ thống marketing, để các bạn hình dung được hệ thống marketing của mình nó gồm những phần nào, rồi bắt đầu mình sẽ phát triển. Tại vì các bạn hình dung là có một công thức nó để các bạn thành công được với cái marketing này á, thì đầu tiên nhất các bạn phải nhìn thấy rõ cái hệ thống của mình gồm bao nhiêu phần, trong phần đó mình sẽ phát triển cái gì, từng cái phần một chúng ta phát triển cái phần nhỏ gì, và trong cái nhỏ gì chúng ta đi cái chiến lược nhỏ gì đi thiệt là nhỏ vào, thì từ những cái nhỏ đó nó gộp lại trở thành một chiến lược lớn. Cho nên điều cần thiết nhất ở đây là các bạn làm gì, các bạn phải là người thấy trước, các bạn phải là người vẽ ra được cái hệ thống mình gồm bao nhiêu phần, mình phát triển bao nhiêu phần ở trong đây, và mình mong muốn cái gì trong hệ thống mình. Và lúc mình sẽ vẽ ra nè, sau khi các vẽ, các bạn thấy không, bây giờ các bạn nhìn nè, sau khi tôi vẽ nó ra thì các bạn thấy, sau khi vẽ nó ra thì mình nhìn thấy rất là rõ gồm bao nhiêu phần, bao nhiêu thứ rồi. Lúc đó thì sao, việc còn lại chúng ta chỉ làm từng bước nhỏ bên trong để hoàn thiện từng cái một. Thì lúc đó khi những cái nhỏ nó hoàn thành thì cái lớn hoàn thành, và lúc đó công việc kinh doanh chúng ta nó trôi chảy và nó thành công.